mà nó khâu nghe nó bày quan thì đòi cho tôi một tiết chúng cá khâu cho nên tôi tiệt đầu vì mình tiền tê vì lại cả đam đai lại ăn trầm bụi quan chân tôi đó sáng ngày nó khâu đó thật tập liền chứ bố chết được khâu đi đâu tê đam nó vừa chia sẻ nó đam chia nam thầm đam rồi dương sập đam để là bom cao để lại chi ấy chứ hay dương mạnh nam mạnh ấy thầm đam này đây tôi ở nông viên ăn cơm miên cơm hôn nào cái cho mà hôm miên đi xong chừng xa thế nào để ăn kim mì nè và bây giờ xa tàu ăn miên phở nên chừng ta ăn kim mì đó là phê làm đây cái thao thay lộn mình chèn mà cái lâu chừng mặt quán nếu thay lại đứng mặt tây hay dạp thay làm ngày đã từng mặt đòn hay bánh năm làm ngày đã từng mặt đón bồn từng mặt lá khai bày đón hay lá khai bạn bày mặt đòn hay đi lộn chèn phong ngay về việt thảo cũng một tên ấy cái lên tròn sinh ấy ngày việt thảo mình tên là bên pizza về ăn bá việt thảo và mà cái lô pipon thằng ngày ấy mình ấy chân đánh nè đam không chân đánh lụt bay thay tiết mình ấy cái miền tam cái lại cái tam lại mà chui giống như tân niên thế còn kia bị chui dương tam tiền tam như ăn miến á cái nôm po ấy đam cái hay ấy đi tình ở bàn thay thôi nghề lại đam hòa với vừa là khàn chứ lôm đắt chứ បច្ចុប្បន្នទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាកើនឡើងជាលំដាប់ដោយសារតែកំណើនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្តែមានកសិករភេទតិចណាស់ដែលចាប់យកឱកាសនេះនិងដោយសារតែមិនមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទើបធ្វើឲ្យកសិករផលិតទៅទទួលបានទិន្នផលទាបនិងការលក់ចេញមានតម្លៃថោកដូច្នេះហើយទៅកម្ពុជានៅតែនាំចូលផលិតផលកសិកម្មដូចជាបន្លែត្រីនិងសាច់ជាដើមពីប្រទេសជិតខាង តាម mọt tưng sang cài om loại mà lại khi chạy và chiếc cá sấu mồi ruột cầm pung đòi tức đầm nắm lột sầu rúa nơi nông phúm cầm pung sờ mỏ khum cầm pung xây má sóc bàn nón băng bạp hạ cả đám mà lại xem xe được bỏ lốp cứ bùng miên chạy cái tế rướp hàng cá tiêm vay nội tì cứ đám tới tam được bị bỏ rán nâng cao vô khơi khốn ai phần nọ hai phong tay tuột bán cứ cua xoăm tay vay để lột bị bạn u cứ bếp làm một phần bán mình miên tiếp xa lộ tay một đòn lột sớm ở nẹp bẹp bón chui đó cá sấu phong tôi tam bị chạy cái tay cái tê vừa tập luôn ấy nhá vừa tôi sập côn sập ấy vừa đây sập côn ấy bàn chân ôi chân tôi đâm tôi vừa sập đây tôi nào đang phải chạy cái tê đâm tôi chơi cho ấy mình đừng để đâm nó thà đâm thà vì mình tôi cài tôi cho phân thà dễ ta rừng tinh thế nhưng trong dễ ta rừng tinh ôi thà vì ba chui tinh kia phong bất đâm hai chân tôi đã là cài bên rừng tinh ba rồi nên ấy cái những đâm tôi là kia buran đấy nó sâu rốt cài thì mai vậy thế và sâu thế nhưng sâu cài thì chỉ sâu đặt để cần là dân và chân dân vượt đấy á muốn sạp cô được cây dân sạp đi thoát đây cho lên lo được sạp gần đây nhưng sâu đặt chỉ đấy thế nên cái nông pua tha ơi chui nia lấy luộc nia mà chui nia ơi miền miền thực chất phồng អត់សិនចិត្តនេះអត់បានតំណាំនេះដឹងទៅណាយោងតាមវិសុខក្នុងស្រុកមួយបៃដឹងថាដែលមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការផលិតនៅក្នុងស្រុកយោងតាមសម្ដីរបស់លោកគៀមមករាឌីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដានបានប្រាប់ថា ដើម្បីកិច្ចចេញពីការបន្តៀបតម្លៃរបស់ឈ្មួញកណ្ដាលនិងដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍គណៈមានតម្រូវការផលិតផលកសិកម្មកើនឡើងនិងមានចំនួនខ្ពស់នោះ កសិករគួរស្វែងយល់ពីគោលការណ៍ចំនួន4គោលការណ៍ទី1និងទី2គឺត្រូវគិតពីបរិមាណនៃការផលិតតើការផលិតរបស់គាត់គ្រប់គ្រងនៅលើទីផ្សារបានឬអត់ចំពោះគុណភាពគឺធានាបានថាការផលិតមិនមានសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាសុខភាពដល់អ្នកបរិភោគ ปรมาณคือบ้านได้ใส่ยืนช่างเอาไอ้กระสอบผลิตปานกลางเอาไอ้ปรมาณนู้นคือความผลิตตามแผนการความมีเนื้อตีใจประมาณความผลิตไอ้คลาสบ้านทำความกดปุ่งมาเลยตีตามมาดองมาดองนั่นคือเรียนปรมาณประมาณนั่นเป็นความผลิตปานประมาณไอ้อย่างเช่นความเจาะโซนปรมาณนั่นคือถูกไหมเอาไปตอมตอบเตือนตามดำเนินการตีตาบอกอย่างหนึ่งคุณภาพบอกอย่างคือยังไม่ตรงเอาไอ้เรียนการปรับปรับ តាមគតិមីទៅលើការផលិតនៅតាមឬក៏តាមដើម្បីជំនឿថានៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺមានសុវត្ថិភាពបាទអត់មានជំងឺអត់មានទីរោគចុកពោះអីជាដើមហ្នឹងចំពោះគោលការណ៍ទី3និងទី4កសិករត្រូវមានផែនការលក់និងផែនការផលិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាប្រព័ន្ធទឹកនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលលក់មិនខ្វាយពេកមិនថោកពេកគឺឲ្យសមស្របនិងខ្លាំងខ្លាញ់ចំពោះតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
chân quạt thử từ phản cả phần đất và đôi dịp phản cả lúa phản cả chiều cảm bỏ quạt nữa và chân thì như là ở miền ở tỉnh cục quan miền ở tầm rẻ ra cục quan tầm đạp ở cả tầm đó và còn đôi ở tầm cao là tỉnh phan hoặc quan ở bản là tiền toàn thì làm lại này cứ dương mà kết cùng ao cây lưu si xa và để thuê ao ở nhà bò phục mình từ tu liệu pháp được cho mình quan trở mình tiếp chuyện làm lại phần lết cứ là về lại quạt phần lết nó cứ đăng tài và thịt chấm này và phần tay chấm này mà quạt nó miền cũng ra tài vì mình ao ta ô chấm này đó cặp tàu rồi rồi chấm này để tam là tập thịt để quạt chẳng bàn để dạng thế cứ chuyện lăng xoay từ lư làm lại cả quạt thì chuyện đẹp bà tố bấy chi tiệp xa phần tập hoa trong sốc mình các càng làng tại các phần lật được bỏ bởi chìa cả sạc cô hát mình cực quán đòi nơi tay mình càng nằm chỗ bí bà tế chật khang đồ chân này hỏi phụ ở cả sạc cô trong sốc mình miễn thực chất trong cả nằm đầu bà tế Campuchia bàn phân phải được càng nằm chỗ bằng lại bí bà tế bài khang bà màn 20% rồi các sạc cô khmai ai phần lật bàn bằng lại 20% tiết xâm nạp cạp cực quán trong sốc nếu bà dùng tam càng mình chết phí nệ trầm niên cả sạc cám này ông ca sẽ đại.